Bài hát Cao Cung Lên mà quý vị vừa nghe cũng đã nói lên được rằng việc ngôi hai dáng thế là một món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã dành tặng cho loài người của chúng ta. Còn về phần của chúng ta, cứ mỗi mùa Giáng sinh về, chúng ta có đón nhận món quà đó một cách ý thức và làm cho nó trở nên thật ý nghĩa với cuộc đời của chúng ta hay không? Giờ đây, chúng ta sẽ cùng được nghe những tâm tình của Đức Cha Du Xe giáo phận chúng ta. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em thuộc gia đình giáo phận Phú Cường, cả những người đang đi làm ăn ở nơi xa cũng như những anh chị em đến và làm việc và đang sinh sống tại giáo phận Phú Cường hiện nay xin kính chào tất cả anh chị em trong Chúa Kitô. Một lần nữa, giáng sinh lại về, mọi người ở khắp nơi nao nức đón mừng lễ giáng sinh. Bởi vì Thiên Chúa đã hạ sinh làm người là cho toàn thể nhân loại. Vì thế, càng ngày chúng ta càng thấy ngày lễ Giáng sinh như đã trở thành ngày lễ của mọi người, chứ không chỉ của những tín hữu Kitô. Thực sự Thiên Chúa đã Giáng sinh làm người như chúng ta để chúng ta được làm con cái con Chúa như người, để con người biết sống yêu thương nhau và được hạnh phúc. Trong niềm vui đón mừng Chúa Giáng sinh, Tôi kính chúc tất cả anh chị em và mọi người được Thiên Chúa yêu thương, tràn đầy phúc bình an và niềm vui của Chúa Giáng sinh. Thiên Chúa đã sinh ra trong phúc dạng của một hài nhi bé nhỏ, yếu đuối, nghèo nàn trong máng cỏ rơm để chia sẻ thân phận khốn cùng của biết bao người đói nghèo, đau khổ và không được yêu thương trên thế giới này. Người muốn trở nên gần gũi và ủi an những ai bé mọn, nghèo hèn, Chúa hài nhi Giêsu cũng mời gọi những ai mừng lễ sinh nhật của người hãy quan tâm đón tiếp và yêu thương giúp đỡ những người bé mọn nghèo nàn quanh mình là hiện thân của chính Thiên Chúa giáng sinh làm người. Đó là sứ điệp quan trọng của lễ giáng sinh. Đó là lời kêu gọi khẩn thiết của hài nhi Giêsu nơi bao người bé mọn nghèo khổ trong thế giới hôm nay, những người nghèo ở ngay bên cạnh chúng ta để cho ta cơ hội nên cao cả và hạnh phúc nhờ biết yêu thương sẽ chia. Như thế chúng ta sẽ mừng lễ Giáng sinh một cách có ý nghĩa, sẽ thực sự góp phần làm vinh danh Thiên Chúa trên trời và mang lại phúc bình an cho con người dưới thế. Xin kính chào anh chị em và mọi người trong tình thương của Chúa Giáng sinh.